Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong một clip mới. Trong clip ngày hôm nay, Đăng Ninh Fishing xin giới thiệu với các bạn một dòng máy ngang rất nổi tiếng của Daiwa, đó là dòng Tatula. Thì có lẽ bạn nào đã từng chơi máy ngang và tìm hiểu về máy ngang thì đều biết Tatula của Daiwa, hay còn gọi là nhẫn đen, có rất nhiều dòng. Và ngày hôm nay thì trong khuôn khổ clip này mình xin giới thiệu là dòng Tatula CT 100HSL. Thì trước tiên mình sẽ giải thích một chút về tên máy. Đầu tiên là Tatula, hay nhẫn đen Tatula thì là tên máy thì các bạn biết rồi. Còn CT, ký hiệu CT này là viết tắt của Compact, tức là gọn nhẹ. Và dòng CT này có trọng lượng nhẹ hơn so với dòng Tatula nguyên bản là 1/2 oz, 1/2 oz, tức là vào khoảng 14 gram. Thì có lẽ các bạn sẽ cảm thấy 14 gram là rất là ít, rất là nhỏ, nhưng mà thực ra đối với bạn nào đã chơi lure rồi thì sẽ biết là dù chỉ là 14 gram thôi nhưng mà nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất là nhiều, nhất là khi mà mình phải hoạt động đi lure một quãng thời gian dài thì mỗi bớt một chút thì sẽ là một điều khác biệt rất là lớn. Tiếp theo là thông số 100 này, là kích thước của máy nha, chính xác là của Spoon. Thì đối với kích thước này thì chỉ có áp dụng riêng trong một cùng hãng các bạn nha. Thì với size máy 100 này thì sẽ có đường kính Spoon là 34mm, và mỗi hãng thì sẽ đánh số một khác, cho nên cái này thì các bạn không thể so sánh tương quan giữa hai dòng, hai hãng khác nhau được. Còn tiếp theo ký hiệu HS này chính là High Speed. Thì đối với hãng Daiwa thì High Speed, những dòng máy có ký hiệu High Speed này thì đều có tốc độ có ghi là từ 7 chấm đến dưới 8 chấm các bạn nhé. Và cụ thể thì dòng Tatula CT 100HSL này thì có vòng tua là 7.3, ký hiệu L là left, là tay trái thì các bạn biết rồi. Còn mặt sau chính là thông số kỹ thuật và một số công nghệ nổi bật này. Thì đây là gear này, là 7.3, trọng lượng 210g, drag max drag là 6kg, re-chip hay là tốc độ thu dây là 77cm trên một vòng, và số bắc đạn là 7+1. Còn đây thông số vào dây này. Các công nghệ nổi bật thì có gồm có TWS là bộ suốt, hay là level win T-wing, UTD drag, max force test và air rotation. Thì những phần công nghệ nổi bật này thì lát mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu sau. Giờ thì mình sẽ cùng các bạn xem chi tiết bên ngoài máy nhé. Trên tay mình chính là con Tatula CT 100HSL. Thì như các bạn có thể thấy là trên màn hình máy có bề ngoài rất là đẹp nha các bạn nhỉ, với màu sơn đen bóng, nước sơn rất là mịn, máy chuyển động mượt mà này, rất là nhẹ các bạn. Kích thước thì vừa vặn, rất là gọn gàng nha các bạn nhỉ. Đây nha, các bạn này cầm tay mình, khi mình hãm dùng ngón tay cái để mình hãm chụp thì rất là vừa này, vừa tầm này. Đây là tay quay này. Thì có một điều đặc biệt nha các bạn nha, các bạn lưu ý là cái tay quay, các bạn nhìn thấy, có thể nhìn thấy ở đây là cái tay quay này của Tatula khá đặc biệt, với hai bên núm tay quay được đưa sát vào trong, vào sát vào thân, và cái cánh tay quay này gần như bẻ gập một góc này. Thì nếu bạn nào đã chơi máy ngang nhiều rồi và để ý một chút thì sẽ thấy là ở những dòng máy khác thì tay quay này nó cũng sẽ bẻ lại một chút, bẻ vào như vậy, nhưng mà nó chỉ một chút thôi, nó không bẻ nhiều như thằng Tatula, cái con Tatula này và các dòng của tôi Daiwa đó. Thì cái tác dụng này của nó là đưa, khi mà đưa cái lúm này sát vào trong thân máy các bạn nha, như vậy này, thì nó sẽ giảm, nó sẽ đưa cái trọng tâm của máy vào sát về phía thân cần, nó sẽ giảm rung lắc khi các bạn kéo. Đặc biệt là khi các bạn mà bạn nào mà chơi các loại mồi chìm, mồi sắt, mồi cá sắt, mồi chìm, mồi mềm và thực hiện các động tác vích mồi thì sẽ thấy cái điều này rất là rõ. Và các bạn cũng có lưu ý một chút là bên cái tay quay ấy, nó có tấm hãm có đốc này màu đỏ này,
Đây là điểm phân biệt của HLS nha các bạn nha. Thì HLS có màu HSL, HSL là tua 7.3 sẽ có tấm này là màu đỏ, còn con HS tua 6.3 sẽ là màu vàng, và con Bauer là 5.5 là màu đen, và một con SX nữa, một con là màu tím nha các bạn nha. Thì phân biệt qua cái tấm này. Còn đây là bộ hãm này các bạn. Còn đây, quên xin lỗi các bạn, đây là Level Wing, chính là bộ T-Wing. Đây có thể nói là một trong những thứ mà đáng tiền nhất, đáng ăn tiền nhất trên Tatula. Thì các bạn thấy là Tatula, điểm độc đáo của Tatula là có khả năng thay đổi trạng thái. Đây là trạng thái thu dây này, và trạng thái đây là trạng thái xả dây. Thì về cái điểm độc đáo của T-Wing thì lát mình sẽ làm, mình sẽ vào dây và để các bạn xem rõ hơn. Còn đây là bộ hãm Mark Fox Z, thì bộ hãm này mình cũng sẽ cùng các bạn phân tích sau. Máy này được sản xuất tại Thái Lan nha các bạn nha, made in Thái Lan. Giờ mình sẽ cùng các bạn đi vào chi tiết hơn nha. Đây các bạn, mình đã gắn máy lên trần này và vào sẵn một đoạn này. Thì đây là trạng thái thu. Thì các bạn thấy này, ở trạng thái thu này thì không khác biệt nhiều lắm so với các dòng máy khác. Dây sẽ đi ở phần dưới của chữ T, là dây sẽ được giải đều trên spool. Đấy, khác biệt là ở trạng thái xả. Khi mình xả nha, các bạn sẽ thấy Level Wing, T-Wing bật ra, và đây trạng thái xả này. Đây mình sẽ thử thu xả dây nha các bạn nha. Thì các bạn thấy là khi dây khi ở trạng thái này thì dây sẽ đi ở phần trên của chữ T này. Đấy, và khi nhờ cái phần này ở trên này rất là rộng. Cho nên các bạn thấy là khi dây ra nha, mặc dù khi dây di chuyển này, trên spool dây sẽ di chuyển sang bên này, nhưng mà nhờ cái góc đấy rất là rộng, cho nên là dây hầu như là không chạm vào T-Wing, hoặc là chạm rất ít, chỉ ở góc cuối cùng bên này này mới chạm một chút. Thì điều này sẽ giúp giảm ma sát giữa dây và Level Wing, sẽ giúp dây ra mượt hơn, các bạn sẽ lém mồi được xa hơn. Và nhờ giảm ma sát mà các bạn lém mồi sẽ chính xác hơn. Đấy chính là điểm độc đáo của T-Wing. Đây là một điểm mà mình cho rằng là rất là đáng ăn tiền của dòng T-Wing. Những máy, những mà nào mà đã từng thử qua thì những dòng máy của Daiwa mà có T-Wing thì thường lém rất là xa và chính xác. Đây là bộ hãm Mark Fox Z này. Thì ngay như ngay từ đầu clip mình đã giới thiệu, thì Mark Fox Z là một bộ hãm từ rất là tốt. Thậm chí theo ý kiến cá nhân của mình thì có thể nói là bộ hãm Mark Fox Z là một trong bộ hãm từ tốt nhất trên thị trường hiện nay. Còn mình còn gọi nó là một bộ hãm thông minh. Thì lý do tại sao thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu nhé. Đây này, thì mình đã mở sẵn cái con ốc này ra rồi. Giờ mình sẽ cùng các bạn xem cấu tạo chi tiết của nó này. Thì đây chính là bộ hãm này, với vành 5 châm trong và vành 5 châm ngoài. Đó, các bạn có thể thấy đó, lực hút của 5 châm tác động lên cái thanh tubular vít bằng thép của mình này. Đó các bạn nhé. Còn đây là trên spool này các bạn nhé. Đây spool, đây là các bạn có thể thấy là điểm khác biệt của spool của Tatula hay nói riêng, và spool của các dòng mà sử dụng bộ hãm Mark Fox Z nói chung, đó là cái chén này này, hay cái vành này sẽ được làm bằng đồng, và nó có một đặc điểm là di chuyển được, và các dòng khác là sẽ cố định nha các bạn nhé. Hoặc còn những bộ hãm khác thì nó chỉ không, sẽ không có cái chén này, mà chỉ ở Daiwa mới có cái chén này. Và ở những dòng khác mà sử dụng các bộ hãm khác không phải Mark Fox Z thì cái chén này sẽ được gắn cố định, nhưng ở bộ hãm Mark Fox Z này thì cái chén này có khả năng di chuyển nha. Và thực tế ở bên trong các bạn nha, nó có một cái lò xo để giữ cho cái chén này lúc nào cũng ở sát bên trong với cái vành spool.
Còn tại sao đây là một điểm rất là độc đáo của các spoon sử dụng bộ hãm MacFox Z, và chính là lý do tại sao mà mình gọi nó là bộ hãm thông minh. Đó, đó là chính là khả năng di chuyển này. Thì về chi tiết về cơ chế hoạt động thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu ngay bây giờ. Để giải thích về cơ chế hoạt động của bộ hãm từ thì mình có làm một mô hình. Trên tay mình chính là bộ hãm từ thông thường này mà các bạn hay thấy ở các dòng máy ngang. Thì các vị trí này chính là những viên nam châm này các bạn nhá. Các bạn có thấy viên nam châm này hút thanh tua lơ vít bằng thép của mình này. Thì trên mô hình của mình thì các vị trí này nha, mà mình đã tô màu 1 2 3 4 5 này các bạn này, chính là đại diện cho các viên, những viên nam châm. Thì còn đây đây mình sẽ dùng cái này để tượng trưng cho spool. Thì spool nó sẽ chuyển động, khi spool chuyển động nha, nó sẽ xoay tròn như thế này. Thì các bạn nên nhớ là cái spool của chúng ta là được làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, mà nam châm thì nó không hút những vật bằng nhôm. Vậy thì cơ chế hoạt động của nó ra sao? Thì nó sẽ như thế này này. Thì như ngày trước mà chúng ta học vật lý á, để thì đều biết là một là khi mà một quận kim loại, đặc biệt là các kim loại có độ dẫn điện cao như nhôm hoặc đồng, chuyển động tròn trong một môi trường từ trường thì nó sẽ sinh ra một gọi là cái gọi là từ trường cảm ứng. Thì từ trường cảm ứng, từ trường cảm ứng đấy nó sẽ sinh ra các cực cực từ bắc nam, bắc nam. Đây nhá, ở đây trên spool là mình đã đánh dấu sẵn này các bạn này. Các bạn thấy này. Đây là giả sử đây là cực bắc này, đây là cực nam này. Còn đây ở các viên nam châm nha, thì mình đều giả sử tất cả đều là cực bắc tất, có thể là cực nam thì cũng không thay đổi nhiều lắm. Đây nha. Thì khi spool chuyển động càng nhanh thì cái từ trường cảm ứng đấy nó sẽ sinh ra, nó sẽ càng lớn, thì lực tác động qua lại giữa spool và các nam châm sẽ càng lớn, thì nó sẽ có tác dụng hãm. Thì cái lực tác động đó sẽ giúp tác dụng hãm cái tốc độ chuyển động của spool lại. Đấy chính là cơ chế hoạt động. Và chúng ta đều biết là khi ở bộ hãm thông thường các bạn, khi các bạn chỉnh cái lúm spool, nút chỉnh chỉnh cái nút mà chỉnh bộ hãm á, lên lên từng nấc một, thì cái bộ hãm này nó sẽ chuyển động như này, các viên nam châm nó sẽ chuyển động lên xuống, lại gần hoặc tiến ra xa spool. Thì khi các viên nam châm tiến lại gần thì lúc này cái từ trường tác động lên spool sẽ là lớn nhất. Thì khi spool chuyển động nha, thì cái lực từ trường nó sẽ sinh ra càng mạnh và vận tốc càng cao, thì cái lực từ trường cảm ứng ấy sẽ càng lớn, từ lực tác động qua lại giữa hai bên cũng sẽ càng lớn lên. Đấy, thì khi các cực từ di chuyển xoay tròn như này đi qua các vị trí của các nam châm nha, thì tùy theo cực mà sẽ là hút hoặc đẩy. Cái việc hút hoặc đẩy liên tục như vậy nó sẽ làm hãm cái bộ spool lại. Còn khi ở vị trí nam châm xa nhất, đấy, khi đấy là lực hãm là mình chính về min nha. Đó, thì cái từ trường sẽ yếu thì spool chuyển động. Đó, thì khi dừng chuyển động thì từ trường nhé, từ trường yếu thì spool chuyển động ạ, thì cái lực từ trường cảm ứng sinh ra sẽ thấp, nhờ đó vì đó và khoảng cách, do khoảng cách xa nữa thì cái lực tương tác hai bên nó sẽ yếu và cái spool nó sẽ chuyển động nhanh hơn. Nhưng vì đặc điểm, nhưng mà có một đặc điểm thế này này, bộ hãm, trong bộ hãm từ gọi là mình gọi tạm gọi thông thường đi, thì cái khoảng cách giữa các viên nam châm và spool là cố định bất kể bạn ở vị trí nào nhé. Chẳng như ở mắc là gần nhất này, hay là min, hay là một vị trí lưng chừng nào đó, thì cái khoảng cách giữa các viên nam châm và spool là cố định không thay đổi. Thì lực từ trường sinh ra khi spool bắt đầu chuyển động như các bạn nhé, bắt đầu chuyển động thì cái lực từ trường tác động lên spool là không không đổi, nó chỉ thay đổi khi spool chuyển động lên, tác động spool chuyển động nhanh hay chậm thôi các bạn. Đó, đấy chính là đặc điểm của bộ hãm từ trường thông thường. Còn đối với bộ hãm MacFox Z thì nó sẽ như vậy các bạn. Đây mình có làm cái mô hình về bộ hãm MacFox Z. Các bạn đợi một chút nha. Đây chính là bộ hãm MacFox Z này các bạn này. Với vành nam châm trong và vành nam châm ngoài. Đây như trên hình đây, vành nam châm trong và vành nam châm ngoài. Thì khi chúng ta chỉnh hãm đây này, từng nấc nha, cái vành nam châm ngoài nó sẽ chuyển động. Thì đây, ở đây như thế, tương tự nó sẽ chuyển động nha. Thì ở vị trí này này, ở vị trí này là lực hãm min này. Đây, đây còn đây, spool tương tự nha, spool như lúc nãy các bạn này, spool chuyển động nha các bạn nha.
thì là vị trí là Hami này, các cực từ, các cặp cực từ sẽ đối diện nhau, đối diện nhau, cực bắc và cực nam đối diện nhau, thì cái lực hút và lực đẩy của vành trong và vành ngoài tác động lên Subun là cân bằng, lực hãm sẽ là min. Còn ở trạng thái mắc đây các bạn, ở trạng thái mắc này các bạn này, thì các cặp từ này, các cặp cực từ cùng chiều lại đối diện nhau, thì lực tác động của từ trường của lực hút và lực đẩy ấy, lên Subun sẽ là mắc. Thì tương tự như cơ chế hoạt động của bộ hãm thông thường, thì khi Subun chuyển động các bạn nhé, thì nó sẽ sinh ra cây từ trường cảm ứng. Nhưng mà ở đây mình sẽ nói lại một chút về cấu tạo của Subun, của bùa hãm, các dòng máy sử dụng bùa hãm Mark, cũng là Mark Fox Z. Tức ở đây là Subun của Tatula này các bạn nhé. Cái chén này các bạn này, nó có khả năng chuyển động này, ở bên trong nó có lò xo này các bạn nhé, nó giữ ở đây. Đấy, bộ hãm này các bạn thấy, bộ hãm này nhá, là vị trí này là cố định, luôn luôn cố định, không thể di chuyển được. Đấy, nó chỉ thay đổi cái lực hút nhờ cách thay đổi các cặp cực từ. Đó, còn đây là cái này sẽ di chuyển này. Thì khi Subun chuyển động này các bạn nhé, khi Subun chuyển động thì nó sẽ sinh ra từ trường cảm ứng. Từ trường cảm ứng thì Subun chuyển động càng nhanh thì cái từ trường cảm ứng sẽ càng lớn, càng lớn. Nhưng mà có một điểm khác ở bộ hãm thông thường đó, là vì nhá các bạn nhá, thế này, khi ở trong thì máy nhá các bạn nhá, thì là khoảng cách giữa cái chén này này và bộ các lăm châm là luôn luôn là mắc. Khoảng cách giữa cái này hoặc cái chén đồng này các bạn này với bộ hãm là luôn luôn là mắc, luôn là mắc. Thì khi Subun chuyển động nha các bạn nha, từ trường cảm ứng được sinh ra, thì chỉ khi nào nha mà cái vận tốc mà của cái Subun nha đạt đến mức tối đa mà cái lực hút sinh ra, cái từ trường cảm ứng sinh ra đủ mạnh, lực tương tác qua lại giữa Subun và các viên nam châm đủ mạnh để thắng được cái lực kéo của nam châm này các bạn này, thì khi đó cái chén đồng các bạn nha, nó sẽ bắt đầu nó di chuyển vào, nó sẽ chuyển ra. Đấy, khi chuyển ra này đó, thì cái khoảng cách của các viên nam châm và Subun sẽ bị thu hẹp lại, thì lúc đó lực từ tác động lên Subun. Có nghĩa là khi ở trạng thái bình thường, trạng thái không chuyển động, hoặc là khi các bạn bắt đầu ném mồi, thì cái lực hút, cái lực tương tác giữa nam châm lên Subun là thấp nhất. Chơi này các bạn có thể ném được rất là xa. Thì bạn nào đã từng chơi đã được sử dụng qua bộ hãm thường và bộ hãm Mark Fox Z này thì sẽ nhận thấy điều đấy rất khác biệt, rất là rõ ràng. Khi các bạn ném thì Subun, khi mà Subun đạt vận tốc tối đa, vận tốc cực đại, thì cái lực từ trường sinh ra đủ mạnh để thắng được cái lực kéo của lò xo, thì lúc đó bộ hãm, cái lực hãm của nam châm mới bắt đầu tác động lên Subun. Đó chính là cái cơ chế tại sao mình gọi là cơ chế thông minh. Đó, thì cái điều này khi các bạn làm một trực tiếp trải nghiệm thì các bạn sẽ thấy rất là rõ. Còn một cái kinh nghiệm nữa là đặc biệt là khi các bạn sử dụng các dòng máy có sử dụng bộ hãm Mark Fox Z này, các bạn sẽ thấy là bên cái lúng cân mồi này các bạn này, lúng cân mồi này thì thường thường là có độ điều chỉnh rất là gần là ít nha. Như các bộ hãm khác thì cái lúng này sẽ có độ cái biên độ dao động rất là nhiều, nhưng cái này ở bộ Mark Fox Z này thì nó sẽ ra ít, bởi vì bộ hãm này thực ra sẽ không sử dụng nhiều cái lúng này, các bạn sẽ chỉnh ít thôi. Còn để kích hoạt cái bộ hãm Mark Fox Z này thì các bạn sử dụng cái bánh này, các bạn sử dụng cái này, sử dụng là nhiều nha các bạn nha. Thì đối với bạn nào đang mới bắt đầu sử dụng thì các bạn nên để ở vị trí 20 là Mark, nên là vị trí 20 là Mark, sau đó xem mình sẽ lém thử và điều chỉnh về các số nhỏ hơn cho đến khi nào mà mình cảm thấy lém dễ dàng nhất và quen tay và thuận lợi và lém được xa nhất thì dừng lại. Ở bên này các bạn chỉnh rất là ít, chỉnh chỉ là vừa phải thôi. Thì giờ mình sẽ bắt đầu mở máy các bạn nhé, để cùng quan sát xem cấu tạo bên trong của Tatula. Đây các bạn, mình đã mở máy hoàn toàn ra rồi. Thì nếu bạn nào đã xem các clip khác, mở máy khác của mình, như máy mở máy Air, Air Costal, cũng như một số dòng máy Abu khác,
mấy ngang khác thì các bạn sẽ thấy là cấu tạo của Tatula tương đối khác biệt. Đó, thì giờ mình sẽ vào điều chi tiết nhé. Đầu tiên là bộ khung của nó này. Bộ khung của Tatula thì các bạn có thể quan sát đây, có thể thấy là được làm đúc bằng kim loại. Cụ thể ở đây là hợp kim nhôm, thì điều này sẽ giúp máy rất là cứng cáp, chắc chắn và bền hơn. Còn tiếp đến thì các bạn có thể quan sát thấy pinon gear hay là bánh răng chuyển động từ đây ra spool này các bạn này. Đây là main gear hay bánh răng chính, được đúc bằng thau và được cắt khắc CNC, nhìn rất là nét này. Các bạn có thể quan sát trực tiếp thấy cái bánh răng được rất là đều. Tiếp theo là bộ hãm UTD. Bộ hãm UTD với các miếng hãm các hòa với miếng hãm carbon. Miếng hãm là bằng carbon này các bạn này. Và tiếp theo là trục chính này các bạn này. Thì từ màu sắc các bạn có thể thấy rất rõ đây là trục chính của máy được làm bằng thép. Thì để phân biệt như này nha, có một kinh nghiệm nhỏ là khi mà nhận biết một dòng máy có tốt bền hay không thì các bạn có thể quan sát từ vài điểm như sau. Đầu tiên là cam chính của máy này. Đấy, sẽ được đúc bằng thép như đây của Tatula cũng được đúc bằng thép các bạn nha. Tại sao đó là quan trọng? Bởi vì như đây các bạn này, mình sẽ để mở ra để các bạn xem quan sát rõ hơn. Đây các bạn nha, cái cam chính của máy khi mình bật cái này này. Đây nha, khi mình bật xuống đây các bạn nha, thì cái cam chính này nó sẽ chặn cái bánh răng trắng ngược này, chống trắng ngược này. Và thì khi được đúc bằng thép thì nó sẽ lâu bị mòn hơn. Trong khi đối với một số dòng máy nhá, một số dòng máy thì các bạn sẽ thấy là nó được đúc bằng nhôm, nó rất là mềm. Cho nên là tại sao, lý do đó là lý do tại sao mà một số các bạn chơi những dòng máy á, ban đầu thì có đã không, nhưng mà sau một thời gian sẽ bị tình trạng là bị kẹt nút xả hãm này, không để lên được, hoặc là bị nhờn. Bạn ấn xuống rồi nhưng mà nó không hãm lại được, nó không gì thì đó, không khi thì đây thì các bạn đó là lý do vì sao. Thì chất liệu thép là chất liệu tốt nhất, tất nhiên còn phụ thuộc vào các loại thép tốt, là những dòng máy tốt thì cái chất liệu thép nó sẽ tốt hơn nữa. Đây, và thứ hai là cái bánh răng main gear, bánh răng chính, thì theo thứ tự là nhôm, xong đến thau và cuối cùng là thép. Thì thép bánh răng chính này, đúc bằng thép chỉ xuất hiện ở những dòng máy rất cao cấp. Còn đại đa số những dòng máy tầm trung thì bánh răng chính sẽ được đúc bằng thau. Tiếp theo chính là trục chính. Tương tự thì tốt nhất vẫn là thép, sau đó sẽ là thau và cuối cùng là nhôm. Thì nhôm thì sẽ mềm chịu lực kém và cũng khả năng chống mài mòn cũng kém nữa, xong đến là thau và thép. Đó, các bạn thấy nhá. Giờ thì mình sẽ cùng các bạn xem xét kỹ hơn phần bạc đạn của máy này. Thì như giới thiệu ban đầu thì dòng Tatula CT100HSL thì có tất cả là 7 cộng 1 bạc đạn. Thì đây này, vị trí này là một bạc đạn này các bạn nha. Một bạc đạn đó, đó ở dưới trục chính này. Là một này. Tiếp theo là ở vị trí của pinion gear sẽ có một bạc đạn là 2. Tiếp theo là bạc đạn ở vị trí bộ hãm, đó một đầu của spool là 3. Còn phía đối diện nha các bạn nha, đó spool ở vị trí nút cân mùi chính gió này các bạn này, đó sẽ có một bạc đạn nữa là 4. Và tiếp theo sẽ có một bạc đạn ở vị trí tay quay, ở vị trí này nha các bạn nha. Thì mình đã tháo ra để các bạn quan sát rõ hơn. Và cuối cùng là hai bạc đạn ở tay quay, ở núm tay quay là 6 và 7. Đấy chính là 7 bạc đạn. Còn một bạc đạn cộng 1 nữa, chính là bạc đạn này, chính là Roller Bearing hay tạm dịch là bạc đạn con lăn. Thì bạc đạn con lăn là một bạc đạn có vị trí rất là quan trọng ở trên máy. Nó chính là bạc đạn chịu lực chính. Khi mà các bạn tải cá, các bạn kéo cá tải nặng thì nó chính là vị trí mà chịu lực nhiều nhất. Thế là một bạc đạn con lăn tốt
sẽ có tác dụng quan trọng, rất quan trọng trong máy. Và các bạn có thể quan sát đây là thấy cái bạc cây roller bearing hay bạc lặn con lăn của Tatura, ở phía trong có rất nhiều con lăn các bạn nhỉ. Thì tác dụng của nó là sẽ giảm giảm ta, nó sẽ tán đều cái lực mà bạc đạn này phải chịu khi tải cá lên đều các con lăn nhỏ hơn, thì như đó nhờ đó sẽ giúp máy bền hơn rất là nhiều. Thì có một mẹo nhỏ và cũng là một lời khuyên chân thành của mình là các bạn nên tìm mua những dòng máy có cấu tạo kiểu cộng một, tức là có thêm roller bearing, và tốt nhất là lên tìm hiểu thêm để các tìm hiểu thêm về các bạc đạn roller bearing này. Tìm được một bạc đạn roller bearing tốt thì máy sẽ rất là bền và rất là khỏe. Một điểm đặc biệt mà mình có quan sát thấy ở trên Tatura là các bạn như các bạn thấy đây này, đó chính là bạc đạn của Tatura. Tất cả các bạc đạn đều được làm thép và không gì này, nhưng điều quan trọng là bạc đạn của Tatura tất cả đều có lớp giáp bảo vệ như các bạn này. Đó, các bạn thấy có lớp giáp ở bên ngoài này để che kín cái bi ở bên trong. Và điều này rất là quan trọng, nó giúp cho bạc đạn chống lại nước này, bụi bẩn này, và đặc biệt là các tinh thể muối, cho nên là bạc đạn sẽ rất là bền. Nhờ đó mà Tatura có khả năng chống được cả nước mặn, nước phèn nha, và sẽ có độ bền cao hơn. Đây không chỉ một bạc đạn này nha, mà các bạn đạn khác cũng sẽ thế nha. Đây như bạc đạn là phía bên đối diện các bạn, và không có lớp giáp này. Đó. Còn một điểm đặc biệt nữa ở máy này chính là đây nha, đây là chính là nút hãm spool này các bạn này. Thì các bạn có thể thấy là cái miếng carbon đệm ở bên trong này, nó là một điểm tương đối khác biệt so với các dòng khác. Đó, thì mọi thông tin chi tiết hơn về công nghệ cũng như thông số kỹ thuật của máy, các bạn có thể truy cập vào website của cửa hàng là www.shopcontrol.vn, hoặc click vào phần mô tả, phần link sản phẩm ở dưới phần mô tả. Mong được nhận sự ủng hộ, nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách click vào đăng ký kênh các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào tạm biệt.